định giống như bà học clip clip qua bốn mà nó đi sao được clip như các bạn. Anh Dũng nhìn buồn. Khi đưa vào màu lạnh vào trong bài màu da thì thầy cô thấy nó làm sao?
hài hòa lại. À, tại sao nó hài hòa vậy? Thì giữa nóng và lạnh thì nó tạo cái độ tương quan với nhau để cái bài mình nhìn thấy cảm giác nó dễ chịu. Lại có sắc nâu trong đó. Thì nâu là ấm, à. Nâu là ấm, đậm là xanh đó. Ở chỗ cái chỗ này là cái quần bé xuống rau với kèm. Thì đa số là thứ hai đó là tôi đi dạy đó là các lớp như không khác vậy đó. Họ học xong thì họ mới nói rằng là hồi trước này em để màu da, em không có đưa màu lạnh vào và em không có khái niệm đưa màu lạnh vào. Nhưng mà khi học xong thì mới biết được rằng là màu da nó có màu lạnh. Thì ở cái hình họa này thì tôi rất là nhấn mạnh về cái vấn đề là phải đưa lạnh vào chân bài, phải cho nóng có lạnh vì sao? Đôi khi ví dụ như là người mẫu đi màu da thì nó nóng đó, nhưng mà mặc cái áo màu lạnh mà bây giờ mình không tác động các cái sắc độ lạnh hay là những cái sắc độ ở trên không gian vào mà mình đi mà nó nóng vậy thì cái giữa cái phần màu da rồi màu của trang phục rồi của không gian nó không ăn nhập với nhau, nó không tạo sự hài hòa. Thì cái đó thì nó không tạo ra được cái hòa sắc trong bài ha. Thì đa phần lớp của chúng ta ở đây thì nói chung là tìm được một cái màu nó tương đối là gọi như là màu cấp 3, cấp 4 chứ không còn là cấp 1, cấp 2 nữa, thì là cũng tìm ra được một cái gam màu nó là mình có cái sự hòa sắc, cũng có cái sự chín chứ không phải là sống như là cái kiểu mà mình vẽ là màu xanh và biết màu xanh, màu đỏ là biết màu đỏ. Thì cái đó là cái được trong lớp của chúng ta ở cái bài này cũng là đầu tiên. Thì sao thì nó còn nhiều cái điểm hạn chế, nhưng mà điều cũng là những cái điều mà mình cảm được cái chất của sơn dầu. Cái sơn dầu á là mình không có hút láng, mình không tạo độ mịn nhiều như là chất liệu lụa. Mình tạo càng độ dày càng nhiều lớp, càng lớp màu càng đẹp. Thì lớp mình là cũng cảm nhận được điều đó và cũng làm được điều đó rồi. Thì bài đầu tiên thì cũng không có kỳ vọng gì nhiều, cũng chỉ mong muốn là thầy cô là mình cảm nhận được về cái vấn đề về chất liệu rồi cái hòa sắc trong cái thể hiện cũng như là cái sáng tối trong bài, là đặc biệt là cái đặt nhát cỏ. Cái đặt nhát cỏ là thầy cô chưa có chú ý trong vấn đề là đặt cái chiều hướng nào cho nó phù hợp. Ví dụ như cái mũi đó, cái mình cứ kéo như cái mũi của cái bài thầy cuối cùng á, cái mình chia ra ba mảng, cái mình kéo thẳng xuống, nhưng mà đi theo từng mảng lại từng mảng giống như là một cái khối khối cơ bản á, thì nó lại không được, mà mình phải nhìn cái hướng đi của cái khối cơ để mình kéo nhát cỏ như thế nào để tạo cái sự mềm mại về cái khối cơ, chứ không phải là mình cắt mảng ra như vậy mà mình đi nó không thấy nó rất là cứng. Thì cái đó là ra phần thì đó của chúng ta thì sau cái bài này thì cũng có một cái phần đó mình cảm nhận được thôi, chứ còn để mà làm được đó thì cũng phải có cái sự tìm người rất là nhiều nữa, chứ không phải là thông qua một bài mình tiến bộ hay được đâu. Nhưng mà chỉ ít ra thì mình cũng hiểu được vấn đề, hiểu thì lúc đó mình mới làm, mình mới bắt tay vào mình làm. Thì bắt tay vào làm rồi thì có thể lần thứ nhất chưa được, lần thứ hai chưa được, nhưng có lần thứ ba sẽ được ha. Thì hình họa là một môn học khó so với những các cái môn của cái chương trình đào tạo mỹ thuật á, ai cũng sợ hình họa hết á, mà đa phần vẽ hình họa là không bao giờ đem gì theo được hết á. Là vẽ xong là dục đó, nhưng mà các tác phẩm như là vẽ tranh khắc gỗ hay là tranh sáng tác á thì mọi người đem về treo thì nó thư thái rồi á, nó dễ hơn những người mẫu là không liên quan gì đến mình thì cũng hơi khó. Nhưng mà ở cái bài này hồi nãy tôi có một suy nghĩ, đó là cái học phần này nè, là chương trình đó có ba bài. Bài này là bài thứ nhất, bài thứ hai là bài bánh thân và bài cuối cùng là bài bánh thân. Nhưng mà để mà cái do cái thời lượng thì nó không có lại hơn nữa, không thích cái điều mà cái mẫu không có đó rồi. Cái mình vẽ nói chung đó là về mặt thời gian nó cũng hơi bị hạn chế, là mình bên không á, cũng đi trễ về sớm cho nên là nó cũng hạn chế về mặt thời gian, mình không thể khai thác hết được. Để một bài mà vẽ cái bài này trong vòng hai ngày thì nó cũng hơi khó cho thầy cô, là cái cũng mới tích cực. Bây giờ cắt được một cái một
mọi màu ở trên mạng thì tôi sẽ có gì tôi phải gửi cho tôi. Mà cái dạng để mình tiếp như là mình học cái cách người ta xử lý màu, xử lý mảng à, để đến khi bài thi mình có nhiều cái kiến thức hơn. Như giờ vẽ cái bài này cái bước sang bài thi thì nó quá đột ngột, rồi thầy cô sẽ không cảm nhận được hết. Cho nên giờ về mặt thời gian mình không có thời gian để mình học trên lớp nữa thì ở nhà mình sẽ mọi người chép chép nhau lắm. Chép ví dụ như là mình thấy là đi tôi gửi là thầy cô chọn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.